Vịt mà nó ăn như vậy thứ nào chịu nổi. Cái dĩ để bỏ ốc lên, ta làm cái dĩ lớn đó. Kìa, vô đây không để màu vàng, không sáng đẹp, ở đây là chuồng luôn ba hả? Hay gì? Ờ. 570 con mà nhất nhì khoảng 300 mấy con này đó. 300 mấy 40 con cho nó. Vài bữa nó bao 4 bữa nó được rồi. Bữa thả rồi chuồng này. Có hơi có lương nhỏ chứ. Như vậy mà có lương có gì? Chuồng này xưa. Dạ dạ. Hôm nay bên đây con chịu con cá là lục bình cao này. Nhưng mà nó tối tối cái nó ăn nó không nhát nè. Nó mấy tháng rồi đó, bắt đầu nó về, bắt đầu nó nguội nè. Nguội về bữa mới bắt về. Bởi vậy nên nó vừa cao đó vậy nè. Chứ của mẹ này bán nó cũng lục bình nó cũng không có bông nữa. Trời ơi con này con quỷ chứ không gì. Con quỷ tới 600 mà nó tới Tết mới chụp tới 800 nhóc con này. Những cái Tết mới bán chiều mới bự.